Xin mến chào tất cả các bác. Thì hôm nay em xin phép test, đó là một sản phẩm máy lọc xì Debix 231S. Với bản 231S này là bản mới nhất anh em nhé, bản mới nhất và mặt màu trắng. Đối với các bản 231S bản đời trước ấy thì nó không tăng nguồn, nhưng lên tới bản 231S bản mới nhất này thì nó đã có công tăng nguồn ở mặt đằng sau, và anh em có thể tắt thiết bị khi không sử dụng anh em nhé. Thì hôm nay em có test một chiếc lọc xì Debix 231S này, sản phẩm rất là chất lượng và được bán rất nhiều ở bên Xuân Tuấn Audio rồi. Sản phẩm này em có test cho một bác là danh, bác ở An Hòa, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, đuôi số điện thoại là 6814 anh em nhé. Đấy, thì bác có đặt bên em là một chiếc lọc xì Debix 231S này. Sản phẩm này thì hiện tại em đang bán và giao lưu tới các bác giá 1.300.000 đồng, bao ship và tặng dây rắc. Ghép nối đây thì em có ghép nối nhạc trực tiếp vào lọc xì và từ lọc xì xuống cục đẩy. Cục đẩy em ở đây em sử dụng nó là cục đẩy E7 với 600W đến 700W trên một kênh, và cục đẩy này là cục đẩy 4 kênh. Loa đây là loa JBL KP4012, hàng từ thường chắc neo anh em nhé, từ thường chắc neo, gân vải 3 lớp và chắc sẽ là chắc neo cho độ sáng tiếng và bay xa hơn anh em nhé. Đấy, với con lọc xì 231S này thì quá là chất lượng rồi, không phải giới thiệu nhiều tới các bác. Sản phẩm này thì anh em có thể vào kênh của em và xem những sản phẩm này em bán thì quá nhiều tới các bác khách hàng rồi. Và các bác phản hồi lại thì những sản phẩm này rất là hay và độ nhạy của nó cực kỳ là tốt anh em nhé. Nó so với bản trước thì nó được nâng cấp lên là khá nhiều. Đấy, nâng cấp lên khá nhiều, độ nhạy của nó cao hơn, tốt hơn. Và cái điều quan trọng nhất đó là nó đã có công tắc nguồn để các bác có thể bật tắt khi không sử dụng rồi. Đấy, rất đơn giản các bác nhé. Thì những chiếc sản phẩm 231S này thì bây giờ em sẽ test thử cho các bác. Đầu tiên em sẽ test một kênh, nó là kênh trên, để thử độ bát xét cho các bác độ hoạt động bình thường. Đấy, các bác có thể đeo tai nghe vào để nghe được tiếng bát nó đánh như thế nào. Đấy, các bác có thể thấy độ nhạy của nó rất cao, tăng lên rất ít nhưng mà tiếng bát của nó đã cực kỳ là mạnh và uy lực rồi anh em nhé. Đấy, và bây giờ em sẽ thử sang tiếng check, phần check để cho các bác có thể thấy. Đấy, chỉ có 5 cần này mà tăng lên rất ít anh em nhé, mà tiếng check nó đã cực kỳ là tí tách và nó rất mạnh rồi. Đấy, giảm xuống này. Đấy, và tăng lên này. Đấy, anh em có thể đeo tai nghe và để thấy được độ rõ ràng, độ chi tiết của nó như thế nào. Đấy, rất ít thì các bác nhé, 5 cần gạt thôi mà nó đã rất là mạnh rồi. Đấy, và sẽ thử cho các bác chung này. Đấy, các bác có thể thấy tất cả các cần gạt này đều có tác dụng hết, tất cả các cần gạt này đều có tác dụng. Đấy, giảm xuống nhé, lưng này. Đấy, các bác có thể đeo tai nghe và để thấy được độ khác biệt. Đấy, khi sử dụng một cái cần gạt thôi. Đấy, cái lọc xì này thì cực kỳ là nhạy rồi anh em nhé. Đấy, thế là xong kênh đầu tiên là kênh trên. Và bây giờ sẽ test xuống kênh dưới để xem cái độ hoạt động của nó được ổn định và có lên được bát check không. Đấy, đầu tiên tăng bát này. Đấy, tiếng bát lên cực kỳ mạnh luôn. Tăng check này. Đấy, tăng check anh em nhé. Rất là mạnh và rất là khỏe luôn. Và khi không sử dụng thì anh em sẽ ấn vào này. Đấy, đèn sáng này, EQ bypass đèn sáng lên là sẽ không qua những chiếc máy lọc xì này và nhả này. Đấy, nhả ra thì nó sẽ qua lọc xì và các cần gạt này nó sẽ có tác dụng để các bác có thể căn chỉnh được phần bát, phần check cho phần nhạc và phần mic anh em nhé. Đấy, tắt này. Đấy, nhả ra này. Đấy, tiếng bát, tiếng check đã rõ ràng và rất là hay rồi. Lên 2 kênh. Đấy, độ hiệu quả của nó thì cực kỳ cao rồi. Độ hiệu quả của nó cực kỳ cao anh em nhé. Đấy, các cần gạt em đang để về hướng 50 để cho các bác thấy là tăng lên nó sẽ có tác dụng như thế nào. Đấy, rất là ổn định và rất là hay. Đấy, chiếc sản phẩm này giá thì cực kỳ là bình dân mà có thể nâng cấp cho bộ dàn nhà mình rất tốt anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về các video bên em. Sản phẩm này thì hiện tại em đang bán với giá 1.300.000 đồng bao ship và tặng dây rắc. Rồi, cảm ơn bác đã tin tưởng và đặt sản phẩm này bên em.
Rồi chào tất cả các bác và hẹn các bác ở các video clip lần sau ạ.